Xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại thì mình đang ở bên dòng chơm Bến Tre anh em, ở xã Tân Hưng. Còn nhìn đến nhà của cô Năm, nói chung thì cũng điện thoại mình cách đây cũng cả tuần lễ rồi. Do đặc thù công việc nên cũng hơi lâu anh em mới qua đây quay được. Có điện mình hoài à. Nay sắp xếp được qua đây. Có cây mai này cũng khá là lớn cây anh em, muốn giới thiệu đến cho anh em để cho anh em mình tham khảo nha. Chút xíu thì sẽ báo giá chi tiết cho anh em. Anh em thấy giá ok hợp lý thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cô Năm nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em để giao lưu. Cây này theo mình thấy từ ở dưới gốc á nè, mà nó lên cái chiều cao nó gần khoảng từ 7 mét nha nè, 7 mét có hơn. Đó là mình trừ hao rồi, nhưng mà mình nghĩ nó còn hơn. Còn tán ngang nó thì khoảng 9 mét nha nè, 9 mét có hơn. Quá trời bộ tàn. Cây này thì được cô chia sẻ là nó rơi khoảng tầm năm mấy 60 năm á nè. Là tàn ghiên nguyên thủy hết từ xưa giờ. Chưa có cắt tỉa, chưa có gì hết, nói chung là nó nguyên ghiên hết anh em. Cây này thì ví dụ anh em nào mà mình có cái nhà rộng rộng á, có cái sân á, để nguyên cái cây mai này bộ tàn. Tết nó nở bông dữ dằn lắm anh em ơi. Nãy cô có cho mình coi cái mặt bông lúc mà Tết nó nở anh em, nó chụp lại cho anh em. Mình vô đó mình tham khảo, mình xem thấy là phê liền anh em ơi. Sẽ quay cho anh em hết. Được cái thì bộ tàn nó đều nha nè, bốn bên thì nó đều do như nhau hết nha nè, không có bên nào bị lép hết trơn. Nói chung thì cây mai mà nó ghiên mà nó trồng nguyên thủy từ xưa giờ được bộ tàn này cũng khá là ok nè. Cây này nó khoảng tầm khoảng cả trăm hoành đó nè. Chút xíu thì nhờ cô vô cô đo em mình đón đó nha. Tại vì mình đi quay cây nhiều cũng nhiều cây mai rồi, mình thấy có thể mình đón được 89% cái gốc nó khoảng bao nhiêu hoành. Nguyên cái phía bên đây nó sát vô cái nhà luôn nè, và bốn bên là đều như nhau hết nha nè, chứ không phải bên đây nó có tàn bên kia nó lép nha. Đây, quay sơ cho anh em bộ tàn chút xíu vô trong, quay cho anh em kỹ trong nha. Năm nay thì mai nó thường mấy năm trước nó mắc, bên này giá cả nó rẻ hơn rất là nhiều, cũng rất là dễ chơi nè. Trọng tạng đây, nguyên cái vàng tạng lên nè. Hồi xưa có nhiều anh em có nhiều cách chơi khác nhau, có nhiều anh em thì khoái mấy cây mai mà nó chỉnh sửa lên nè. Thì thường cây mai chỉnh sửa nó đẹp hơn mấy cây mai này rất là nhiều, nhưng có nhiều anh em khoái cây mai mà ghiên, đặc biệt những anh em có sở thích là muốn cây mai là cây mai đó là mình là người đầu tiên bứng cây mai đó, cũng như mình đem về nhà là mình là người đầu tiên. Rồi, phía trong anh em, đây là bên trong của cái nhà lúc mình nhìn ra anh em. Nguyên một bệ tàn là anh em thấy nó đều do hết, nó không có lép, nó không có gì anh em. Thường thì mình đi cũng nhiều nơi anh em, có những cái cây tàn nó lớn, cây này thì không phải nó lớn dữ lắm đâu, nhưng mà theo mình nghĩ thì nói về cái chất nguyên thủy của nó, nhìn cây nó phê. Trồng rồi nè, đế đắm là chưa có khai thác gì hết. Anh em nào mà mình muốn xuống mình coi đế này kia thì cô vẫn sẵn sàng cho anh em coi. Nói chung thì buôn bán vui vẻ anh em ơi, giá cả thì có nói chi tiết, dù mình thấy cảm thấy ok mà mình vô phơm được mình cứ xuống tận giường mình xem rồi hỗ trợ mua đế có bình thường, quan trọng cái giá cả thôi nè. Đây mình sẽ quay cho anh em cận cái góc này, vàng chân vàng lông anh em ơi. Theo sẻ của cô thì lãi lá này nó tầm khoảng 3 ngày nè, hai người khoảng 3 ngày. Cô có nhờ thêm số cô gần ở đây để lãi phụ cô Tết. Thì trong cái cô hồi xưa giờ không có mua bán anh em ơi, nhưng không có tiện lên trên clip nè, nhưng chút xíu mình sẽ nhờ cô vô đâu hoành cho anh em thấy mặt, ví dụ cho dễ nhìn thấy chủ anh em. Cây này theo mình thấy thì nó cũng còn tơ lắm anh em ơi, chứ nó cũng không có già cho mấy. Nhìn cái nước da này nè, nó trơn lắm nha, chứ nó không có cằn. Mình nghĩ nó còn lớn nữa nhìn nè. Rồi mình nhờ cô vô cô đo cái hoành đi để cho anh em tham khảo, và hỏi cô giá cả sau đó thì mình thích thì mình cứ liên hệ với cô nha, cho nó dễ. Đợi nhờ cô Năm cô vô cô đo cho anh em tham khảo cái hoành nha. Đây cô Năm chồng qua, cô Năm đo con thử cô Năm. Rồi tại trí đó nha anh em,
Nhiêu nhiêu cô? 96 hoành nha anh em. Rồi. Đại chi nó 96 hoành. Rồi. Đó giờ là ở đây luôn hả anh? Đâu có bứng gì hết anh? Ở đây à, một chỗ một á. Mấy cái này cũng khỏi để mấy cây cũng được, đâu có gì đâu, nhánh dễ gì hết. Cứng khừ. Gió đâu có rồi. Kỹ á. Chỉ xong rồi, xong hai chục rồi. Dài hết mai khiển chỉ không. Ở đây coi giờ có cái này bự nhất à. Cái này đo hổm đo được nhiêu hoành anh? Ở coi nghe chín mấy gần gần trăm mẹ. Gần gần trăm hoành á. Dưới nó bự hơn nữa. Dưới lên phút mà. Thấy cái đó lè dưới đó. Cây này tay nằm đất thấy nó ấy đưa lên chậu thấy nó bự quá tà bự tàn. Quá trời, cái này hồi xưa giờ chắc đâu cắt tỉa hả cô, để nguyên ghim luôn ha. Dạ. Mấy năm rồi đó, năm 58 năm mà tính nữa không, mới là hồi đó bự tới giờ chứ không phải bằng cao khác trở lên. Tôi lại quay cho anh em lại cái dòng bậc tàng. Đây, đây là nguyên một cái dòng của bậc tàng đó. Rồi đầu mình sẽ vô phía trong góc để mình quay chi tiết trong góc cho anh em tham khảo nha. Nói chung mình cũng lâu lắm rồi anh em mới có được cái mai mà nó nguyên thủy anh em. Nó lớn, lớn vậy. Xưa giờ nằm dưới đất. Ở phía bên trong anh em. Quay cận cảnh bên trong cho anh em tham khảo. Cây này thì nãy mình nhìn ở bên ngoài thấy nó nhỏ nè, nhưng mà vô phía bên trong nhìn cây nó lớn. Một cốt cành nó khoảng rơi khoảng tầm 40 hoành nè. Có những cái cây như những cái cốt dưới khoảng 30 hoành. Nói về cái mặt tàn của nó là ghim hết nè. Từ ở cái góc mà nó xè cái bộ tàn này ra thì mình nghĩ nó tầm khoảng hơn 3 mét nè. Tán ngang nếu mà tán ngang từ trong nhà mà ra đây là phải từ 9 mét có hơn, 9 mét đến 10 mét. Đây mình sẽ quay cho anh em cận phía bên trong. Rồi. Đây là phía bên trong anh em, cây là nguyên ghim hết nha anh em. Đế thì nấm này kia là chưa có mâu, chưa có gì hết. Cây này thì từ ở dưới gốc nó lên khoảng 3-4 tấc nè, nó sẽ xây những cái nhánh như nè. Trên thì một cốt mới lên, nó cốt chủ nè. Rồi. Lên trên thì mình thấy cái thân nó hơi dặn nè, nó xoắn á. Gốc khá là lớn cây. Đứng xa thì nó nhỏ nhưng mà vô trong thì nó lớn nha nè. Khá bất ngờ. Cái cây này thì ví dụ anh em nào mà muốn thật sự muốn quan tâm thì mình cứ liên hệ trực tiếp với cô Năm. Số điện thoại cô Năm mình có để trên cái màn hình đó. Thì anh em nào mà thiện chí cứ alo cho cô để giao lưu. Cây này ví dụ anh em nào mà mình ở gần khu vực ở Dòng Chơm anh em thì lân cận á, thì anh em có thể sang đây tham khảo gặp trực tiếp. Nhà cửa cô Năm địa chỉ thì có nói trong video hết rồi. Thì anh em nào mình muốn giao lưu á, mình muốn có cây mai lớn nguyên thủy thì anh em cứ liên hệ cô, có giá tốt cho anh em. Rồi cảm ơn, nói chung thì cảm ơn anh em đã xem video. Chào tạm biệt tất cả anh em, chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình, người thân. Và mong là anh em có thể giao lưu thành công cái cây mai này với cô Năm nha.